87 kg giữa hai đô, đô Phạm Đức Thắng Hà Nội phố đỏ và Nguyễn Mạnh Cường Bắc Ninh phố xanh, hai đô vào giữa. Hai đô xe đạp.
vào luôn. Xanh ra chỉ là cái cười phố. Dây như thế. Kê cho chắc chắn, hai đôi cũng tạm nghỉ. Kê đảm bảo. Kê đầu bên này ngoài hơn. Và hai đôi vào giữa sân. Trận đấu tiếp tục. Ra ngoài lưu ý các đôi không du đẩy ra ngoài để thực hiện kỹ thuật trận đấu tiếp tục. Giải vô địch vận dân tộc năm 2023 được diễn ra tại lễ hội đền thờ Cao Đông Vương, huyện Gia Lộc, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, được diễn ra từ ngày 27 đến ngày 1 tháng 5. Thế và buổi sáng ngày mai thì ban tổ chức giải vận tạm nghỉ chiều mai đúng 14:45 các trận thi đấu được diễn ra vào buổi chiều ngày mai. Thế và chung kết vào sáng ngày 11 sẽ diễn ra. Thank you.
ra ngoài rồi. Cố xanh chỉnh lại cố, chỉnh lại cái đuôi cố. Cho tài kiểm tra buộc lại cái đuôi cố, buộc lại. Hai đội bóng sẽ tiếp tục được. Trận đấu tiếp tục. Thắng thuộc về Đô Phố Đỏ, Phạm Đức Thắng của Hà Nội.